voll an. Video mu çekiyor? Ah, her şeymiş. Evet, hồi trước á, đi ra cái bon tàu đó đó, xong rồi đi vô á, đâu có được đâu, chóng mặt, la quá trời la luôn, giờ đâu có dám đi ra đó. Cảnh ở bên này nhìn thì nó cũng hơi giống giống ở bên Hy Lạp đấy.